165. Cố tí. Cháu mới làm à? Đang cử động. Đấy. Đang làm gì nhỉ? Giao đẩy sau bên. Giang chị hơn 10 tuấn mà. Mặt rõ lắm rồi. Cái này có làm ăn slow gì không? Đau khớp một thứ mà. Thì con nó làm không biết máu ấy, đâu đánh giá thì bạch khúc gối mà không đang nói cho bạn ơi sao đấy một cái môi miệng nó bình thường nhé này mình nhé nhưng ăn công thức nào chứ nó xương xương của nó hiện là giờ chưa có thịt mấy còn cái bộ khung da xương vào tim chưa rồi đấy, đang đập đấy rồi đau sau bên. Ừ, mặt sau cũng tốt hai bàn chân đây sao này
dài, đi dài. Chân dài. Ra đây sau